Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tết Trần TV và như thường lệ đây sẽ là khoảng thời gian dành cho những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam. Ngày mai, vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ chính thức khởi tranh với những trận đấu vô cùng hấp dẫn và với đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta, chúng ta đang có những buổi tập vô cùng chất lượng và sẵn sàng bước vào giải đấu rồi. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vào ngày 13 tháng 4. Trưa ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển sang khách sạn do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC chỉ định cho các đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á, đồng thời cũng đánh dấu ngày bước vào lịch hoạt động chính thức của giải đấu. Nơi đóng quân của thầy cháu luận viên Hoàng Anh Tuấn là khách sạn Le Meriden thuộc Marriott Bonvoy, nằm trong hệ thống các khách sạn 5 sao tại Doha, được AFC sử dụng để phục vụ cho các thành viên ban tổ chức và đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Do là khách sạn được chỉ định giải đấu nên đã được AFC tính toán ở vị trí thuận lợi cho đội tuyển để di chuyển đến sân tập cũng như sân thi đấu. Ở cùng khách sạn với đội tuyển U23 Việt Nam là đội tuyển U23 Kuwait, đối thủ cung bảng với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Cũng giống như giai đoạn tập huấn tại Qatar vừa qua, bộ phận tiền trạm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã sang khách sạn trước một ngày để làm thủ tục check-in, sắp xếp phòng ở cho các cầu thủ theo đề xuất của ban huấn luyện. Thực đơn các bữa ăn theo yêu cầu của bác sĩ đội tuyển và lịch hoạt động của đội tại khách sạn cũng được cán bộ tiền trạm làm việc kỹ lưỡng với bếp trưởng và quản lý khách sạn để đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho thầy huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trưởng đoàn Nguyễn Quốc hội cũng đã có mặt tại Doha để sát cánh cùng đội tuyển trong toàn bộ hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tại buổi tập, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn tiếp tục củng cố lối chơi mà ông đang áp dụng cho đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng với những yêu cầu cao hơn đối với các học trò. Chỉ còn một ngày nữa, cụ thể là ngày 15 tháng 4, là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức, 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Do vậy, tất cả cầu thủ đều nỗ lực để thể hiện tối đa khả năng của mình. Buổi tập vì thế mang bầu không khí cạnh tranh rất tích cực. Theo lịch hoạt động, vào sáng nay ngày 14 tháng 4, đội sẽ có buổi họp với AFC để nắm bắt những quy định chính của điều lệ giải cũng như những nội dung quan trọng trong luật thi đấu. Cũng trong sáng mai, lãnh đội đoàn Anh Tuấn và một số trợ lý sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật trước vòng bảng. Theo thông tin từ AFC, công nghệ VAR sẽ được áp dụng trong các trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trong khi đó, thì một trường hợp hy hữu trong thành phần của đội tuyển U23 Việt Nam đang hội quân và chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đó chính là trường hợp của huấn luyện viên thủ môn Ngô Việt Trung. Trong quá trình tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam, thì huấn luyện viên thủ môn của đội trường Tươi Bình Phước này đã bị thành lý hợp đồng. Mới đây, huấn luyện viên thủ môn Ngô Việt Trung chia sẻ rằng anh đã bị câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước thanh lý hợp đồng vì làm nhiệm vụ tại U23 Việt Nam. Theo đó, thời gian qua, anh có làm nhiệm vụ tại U23 Việt Nam, lần gần nhất là vào tháng 3 năm 2024, khi U23 Việt Nam đã giao hữu tại Tajikistan, khiến giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi và huấn luyện viên trưởng Nguyễn Anh Đức cảm thấy không hài lòng. Do đó, khi đội tuyển U23 Việt Nam hội quân để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024, họ đã bắt huấn luyện viên Ngô Việt Trung phải lựa chọn, hoặc ở lại làm việc tại câu lạc bộ, hoặc phải thanh lý hợp đồng nếu tiếp tục làm việc tại U23 Việt Nam. Và huấn luyện viên Ngô Việt Trung đã lựa chọn thanh lý hợp đồng để làm nhiệm vụ tại đội tuyển U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Việt Trung chia sẻ: "Việc thanh lý hợp đồng diễn ra vui vẻ thôi. Tôi có lời hứa với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từ trước và nói thật là đội tuyển quốc gia cũng là ưu tiên của tôi nên tôi không quá buồn vì chuyện thanh lý." tại U23 Việt Nam hiện tại, có một thủ môn đang thi đấu cho câu lạc bộ trường tươi Bình Phước là Đoàn Huy Hoàng, người vốn dĩ được huấn luyện viên Ngô Việt Trung huấn luyện. Ở đội trường tươi Bình Phước, thủ môn Tấn Trường vẫn có khả năng đưa ra giáo án tập luyện cùng các thủ môn khác. Vì thế, quyết định thanh lý hợp đồng với luyện viên Ngô Việt Trung của câu lạc bộ trường tươi Bình Phước khiến nhiều người bất ngờ. Và để hâm nóng cho giải đấu thì FC mới đây đã công bố danh sách 10 cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết U23 châu Á và Quang Hải của chúng ta được vinh dự có tên trong bảng danh sách này. Và chung mâm với những cầu thủ như Lee Kang-in ngôi sao hàng đầu bên phía đội tuyển U23 Hàn Quốc. AFC vừa công bố danh sách 10 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử các vòng chung kết U23 châu Á. Quang Hải vinh dự nằm trong danh sách này. Anh sánh vai cùng những ngôi sao hàng đầu châu lục như Akram Afif hay Lee Kang-in. Giải đấu khiến Quang Hải được nhắc đến chính là vòng chung kết 2018 khi anh ghi tới 5 bàn, trở thành ngôi sao sáng nhất trên hành trình vào chung kết của U23 Việt Nam. Trong tổng số 8 bàn của U23 Việt Nam đã ghi ở đất Thường Châu thì Quang Hải chiếm tới 62,5%. Trong số này có rất nhiều pha ghi bàn đã trở thành thương hiệu của anh như cú sút vào lưới Qatar và đặc biệt là tình huống làm tung lưới Uzbekistan ở chung kết. AFC viết về ngôi sao sinh năm 1997. Giải đấu năm 2018 đã giới thiệu tài năng của Quang Hải đến với thế giới. Trong số những bàn thắng của Quang Hải, người hâm mộ nhớ nhất cú sút phạt đẹp mắt vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết. Nó đã vinh dự được gọi với cái tên Mỹ Miều, cầu vồng trong tuyết. Quang Hải sau đó liên tiếp tỏa sáng dưới thờ luận viên Park Hang Seo. Anh giúp đội nhà đánh bại Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup 2018. Anh cũng được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm đó hành trình vào tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại cuối World Cup 2022 của Việt Nam cũng có dấu chân của Quang Hải. Đứng chung danh sách với những Firas Al Quang Hải còn có Lee Kang In, Akram Afif hay Omar Krimbin. Ở phần cuối của bản tin chúng ta sẽ cùng đến với những đánh giá bên phía truyền thông của Uzbekistan về đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Chắc chắn họ sẽ không thể quên được những gì mà đội tuyển U23 Việt Nam đã làm được tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Rất chật vật thì đội tuyển U23 Uzbekistan thời đó mới có thể đánh bại được những quang hải và các đồng đội. U23 Việt Nam đang tích cực rèn luyện chuẩn bị cho giải U23 châu Á, vốn còn là điều kiện để tranh xuất dự Olympic Paris 2024. Ba đội dẫn đầu sẽ giành vé trực tiếp tới Paris và đội xếp thứ tư sẽ thi đấu playoff với đại diện châu Phi. Giải U23 châu Á chính thức khởi tranh từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại Qatar. Trong đó, U23 Việt Nam nằm tại bảng D, cùng với Uzbekistan, Malaysia và Kuwait. Nhận định về sức mạnh của các đội tại bảng D, tờ Sport của Uzbekistan đánh giá cao sức mạnh của thầy chó huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. U23 Việt Nam sẽ là đối thủ chính của U23 Uzbekistan trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp ở bảng D, giải U23 châu Á 2024, tờ Sport bình luận. Tờ báo Uzbekistan lý giải cho nhận định của mình. U23 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á duy nhất từng góp mặt ở trận chung kết giải U23 châu Á. Nên nhớ, họ chỉ chấp nhận ngôi Á quân năm 2018 trước chính U23 Uzbekistan mà thôi. Tờ Sport còn điểm lại sức mạnh của U23 Việt Nam với những chiến thắng tại vòng loại. Cụ thể, U23 Việt Nam đã hạ U23 Guam 6-0, U23 Yemen 1-0 và hòa hai đều trước U23 Singapore. Sức mạnh của U23 Việt Nam còn minh chứng bằng việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn điền tên 7 tuyển thủ quốc gia Việt Nam vào danh sách tham dự giải U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam rõ ràng là ứng cử viên nặng ký cho tấm vé đi tiếp ở bảng D và là đối thủ đáng gờm với U23 Uzbekistan. The Sport quả quyết bình luận về U23 Kuwait. The Sport viết U23 Kuwait đã giành vé lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á với tư cách là đội nhì bảng xuất sắc. Sanman Muhammad là người góp công lớn giúp đội bóng Tây Á làm nên chiến tích với sự góp mặt của tiền đạo này. U23 Kuwait hy vọng có thể làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á. Còn về U23 Malaysia, tờ báo của Uzbekistan viết Những chiến thắng trước Bangladesh và Philippines đã giúp U23 Malaysia giành vé tham dự giải U23 châu Á. Họ đang nỗ lực tái hiện lại chiến tích lọt vào tứ kết như ở giải đấu năm 2018. Nhận định cơ hội của Uzbekistan, tờ báo nước này viết U23 Uzbekistan không gặp khó khăn trong việc giành vé dự giải U23 châu Á khi thắng 10-0 trước Hồng Kông Trung Quốc, thắng 8-1 trước Afghanistan và đánh bại Iran 1-0. U23 Uzbekistan đều giành quyền lọt vào bán kết trong 3 giải đấu gần nhất. Do đó, mục tiêu của đội bóng là giành vé tham dự Olympic 2024. Theo lịch, U23 Việt Nam đã trận ra quân, gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4, gặp U23 Malaysia vào ngày 20 tháng 4 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hai giờ trưa trên kênh Tết Trần TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.